Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 67. 67 là một cây cẩm thị dạng cụm chung cốt luôn nha. Đế khá là đẹp. Cụm này tổng hoành hai cái thân này nha, mình không có đo ra đây. Có cái thân ra đây nữa, nó cũng liền ra đây nữa nhưng mà mình không đo, mình đo hai cái này là 110. Cây cao là 60. Bầu đất hiện tại là 62. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2.200k bao ship luôn nha. 2.200k bao ship. Cụm cẩm thị liền cốt luôn. Nó có những cái tán rinh sẵn rồi. Cái này về mình muốn đẹp á, mình tút bỏ hết cái lá rinh đi nha. Tút bỏ hết lá rinh luôn, cho nó lên lại cái lọc mới, nó đồng đều, nó nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Rồi cộng với lại mình lên cái khay nữa là ok luôn. 2.200k bao ship. Cẩm thị là một dòng chơi bonsai rất là tiềm năng luôn nha, rất là đẹp. Tại vì nó có hai cái tông màu rõ rệt. Tông màu đen là dành cho da, tông màu xanh là dành cho lá. Nên là mình nhìn vô là nó có một cái sự gì đó nó rất là kích thích. 2.200k bao ship. Rồi em vừa xin qua cây này luôn.